Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt bộ sen tắm thông minh Enix TX Pro. Bản vẽ thể hiện đường ống cấp nước, nóng lạnh cách nhau 15 cm, ống nóng bên trái, ống lạnh bên phải và hai đường ống cấp nước cách sàn 90 cm. Bộ phụ kiện lắp đặt bao gồm chân sen, thân sen, bát sen, tay sen, củ sen, vòi xịt, dây sen, giá đỡ tay sen, bát nối. Lắp chân sen vào tường, khoảng cách giữa hai tâm là 15 cm. Lưu ý, kiểm tra các khớp sen không bị lệch, bị hở khi lắp đặt chân sen vào tường. Nhớ vận kèm cao su non. Lắp củ sen vào chân sen. Sau khi đo đạc cân bằng củ sen, dùng lục giác để siết chặt ốc. Lắp cần sen vào thân sen, đo đạc cân bằng và đánh dấu vị trí. Bắn chặt bát nối vào tường. Lắp thân sen vào củ sen, dùng lục giác để siết chặt ốc. Lắp bát sen. Lắp vòi xịt. Lắp tay sen. Đặt tay sen lên giá đỡ. Kiểm tra hoạt động của các chức năng. Hoàn thành lắp đặt. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng bộ sen tắm thông minh Enix TX Pro.